Tài liệu của bạn có nhiều trang và bạn muốn in, lặp lại tiêu đề cho các trang để nhìn dữ liệu dễ dàng hơn. Rất đơn giản, bạn làm theo hướng dẫn trong cuốn sách này nhé. Bạn làm như sau. Đầu tiên, bạn vào thẻ Page Layout. Tại phần Page Setup, bạn chọn Print Title. Học thoại xuất hiện, bạn chọn thẻ Sheet. Tại phần này, bạn chọn hàng tiêu đề mà bạn muốn lặp lại. Ví dụ, mình muốn lặp lại từ dòng 1 đến dòng 3. Mình chọn 3 dòng này. Sau đó, bấm OK. Và đây là kết quả khi bạn Ctrl B. Thì các trang sau sẽ đều có tiêu đề như thế này nhé. Điều này sẽ giúp tài liệu của bạn khi in ra sẽ rõ ràng và nhìn được đầy đủ dữ liệu nha. Và đừng quên khám phá ngay sách hướng dẫn Excel sẵn sàng giúp bạn cải thiện kỹ năng tin học văn phòng tại phần bình luận của video này nhé. Và đừng quên đăng ký kênh của mình nha.